Xin chào mừng tất cả các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Ngày hôm nay bên em lại có một chương trình xả kho. Hôm nay thì em đang dọn kho có nhiều những cái mã sản phẩm rất chi là hời luôn các bác nha. Hôm nay thì sẽ có một số những cái mã hàng lẻ mẫu em sẽ sale giá rất chi là hời. Và đặc biệt này, hôm nay các bác mua máy khoan, máy mài này, đồ pin, đồ điện hôm nay rất là nhiều. Đặc biệt nha, với mức giá chỉ mấy trăm nghìn này cho đến mấy chục nghìn các bác ạ. Bình thường là các bác mua là mấy trăm nghìn đúng không? Hôm nay là sẽ có những cái sản phẩm giảm giá là chỉ có mấy chục nghìn thôi là các bác cũng đã mua được máy khoan rồi. Hôm nay thì em sẽ lên từng mã và sẽ đọc tên sản phẩm và báo giá cho các bác luôn nha. Đầu like thì em sẽ lên một cái mã giảm giá. Đây, đây là những cái con khoan điện 10 ly, 13 ly hoặc là 6 ly là bên em cũng có luôn. Hôm nay nếu như mà anh nào mà chốt đơn cái mã này, đây em giới thiệu canh là con này nó là hàng trưng bày này. Em dọn kho nó còn lẻ có một con thôi. Cái này thì hàng trưng bày lâu ngày nó bị mất vỏ hộp rồi. Con này nó bị mất vỏ hộp rồi các bác nhá. Còn mỗi cái máy như này thôi. Con này đầu 10 ly mà cái đầu máy của nó sẽ là đầu nhôm này. Con này đầu nhôm siêu to luôn ấy, hàng chính hãng của THC luôn. Lẻ mẫu đúng một con duy nhất thôi. Em sẽ sale tặng cho canh nhà mình với mức giá 80.000. Bình thường cái con máy này canh mua là 500.000 đấy. Hôm nay là sale giá giảm giá có 80.000. Anh nào chốt thì mình nhanh tay lên đơn mã này đặt hàng, canh gọi cho em là máy khoan điện màu xanh hàng trưng bày giá 80.000 cho em nhé. Đấy, còn nếu như mà lúc hết cái máy này rồi có đúng một cái duy nhất thôi, anh nào nhanh tay nhất thì mình mua được nha, chứ chậm tay là mình hết, không có cơ hội mua. Đấy, bởi vì có mỗi con thôi. Hết cái con máy này thì các anh có thể tham khảo này, cũng có rất là nhiều những cái hàng sản phẩm nguyên bản nguyên hộp cho em. Đây, như cái mã này, hôm nay mà các anh chốt cái con khoan màu đen này này. Đây nhá, cái mã này thì lên đơn đặt hàng các anh gọi cho em là máy khoan điện màu đen, nó sẽ là hàng nguyên hộp như thế này. Thì đi theo nó sẽ có một cái tay cầm, có một cái tay cầm phụ nha. Con này thì sẽ là đầu 13 ly, có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường luôn này. Mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 350.000 nha. 350.000 này em bao phí ship luôn này. Đầu kẹp 13 ly, đầu ma danh sắt 13 ly có khóa mở cho em. Lên đơn mã này chốt đơn ấy, đặt hàng canh cứ gọi cho em là máy khoan điện 13 ly màu đen, giá có 350.000 thôi. Trời ơi, giá rẻ bất ngờ luôn. Đấy, hoặc là nếu như mà bác nào anh nào mà muốn mua khoan điện để mình làm gia đình mà cái loại mà có đủ chức năng này, rồi lại có nhiều phụ kiện nữa thì các bác tham khảo luôn cho em cái mã này. Đây, lên đơn cho em mã này, đặt hàng canh gọi cho em là máy khoan điện 13 ly màu đỏ, loại có phụ kiện nhiều nhá. Con này thì hôm nay em giảm giá cho canh còn có 450 thôi. Nguyên bộ đầy đủ như thế này này. Có máy, có tay cầm, trong máy có chổi than rồi, các bác được tặng thêm một đôi chổi than dự phòng. Phụ kiện đi theo như này cho em nhá. Con này cũng là đầu ma dây sắt 13 ly có khóa mở và có chức năng búa khoan tường luôn. Mức giá hôm nay chỉ có 450.000 thôi. Lên đơn mã này đặt hàng canh gọi cho em là máy khoan điện 13 ly màu đỏ, loại có phụ kiện nhiều này. Giá cho em là 450.000 này, nguyên bộ như này cho em này. Còn nếu như mà các anh muốn mua máy khoan pin này, khoan pin mà để các anh làm gia đình ok mà giá rẻ có nhiều phụ kiện, các anh lấy cái mã này cho em. Cái mã này lên đơn đặt hàng các anh gọi cho em là máy khoan pin Maza pin 5 cell nhá. Chọn bộ đầy đủ như này cho em nào, hôm nay giá có 399.000 thôi, đủ bộ luôn. Đấy, con này thì sẽ theo hai pin nhá. Hai pin một sạc và phụ kiện như này luôn. Đầu 10 ly này, ba chức năng này, có búa khoan tường này. Đó, lên đơn mã này đặt hàng canh gọi cho em là khoan pin Maza pin 5 cell nha. Giá cho em sẽ là 399.000 này. Bên này lên cho em là máy phun sơn bằng pin này, đây này các bác này. Đây, máy phun sơn bằng pin của Wookfit nha. Cái này xài chưa bị thông dụng cho em. Anh nào mua thân máy là giá 499.000, mua chọn bộ là giá 699.000 thôi. Chọn bộ thì sẽ theo một quả pin 10 cell và một cái sạc như thế này. Còn thân máy thì chưa theo pin nhá. Cái máy này xài chưa bị thông dụng nên là canh dùng tiện lợi lắm. Cái này lên đơn đặt hàng gọi cho em là máy phun sơn bằng pin của Wookfit. Đấy, còn bên này nhá, em còn mấy cái thân máy thổi bụi này. Đây này canh ơi, còn có mấy cái nữa thôi. Nên là giá thì hôm nay rất chi là hời. Bác nào ưng, bác nào chốt thì mình cứ nhanh tay mình đặt hàng sớm mình có đơn luôn. Bên này em còn đây còn 5 cái. Cái này là cái thân máy thổi bụi pin của Dalot nha. Đây, cái thân thổi bụi pin của Dalot thì đi theo sẽ có một ống thổi và một túi đựng bụi này. Xài cho pin phổ thông cho em này. Mức giá hôm nay này, hôm nay với mức giá cho em sẽ là 230.000 cây nha. 230.000 cho em. Lên đơn mã này đặt hàng gọi cho em là thân máy thổi bụi pin của Dalot, giá có 230.000 thôi. Có chức năng thổi bụi và chức năng hút bụi luôn cho em này. Em còn một cái hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Cái này còn sót đúng một hộp thôi canh nhá.
bàn chải đánh răng của Hàn Quốc. Lông bàn chải rất chi là mềm và mịn. Bình thường cái bàn chải này ra thị trường vào siêu thị này các bác mua này 36.000 đồng trên một cây này. Đấy, hôm nay thì là em còn một hộp nhá. Đây là bàn chải đánh răng than hoạt tính ấy, còn đúng một hộp thôi. Em tặng cho canh luôn, một hộp là có 30 cái luôn. Đấy, 30 cái này thì nó sẽ có nhiều màu sắc nha. Có nhiều màu sắc khác nhau. Đấy, nó có mấy màu chứ không phải một màu đâu. Có nhiều màu sắc như này. Và giá này 180.000 một hộp. 30 cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc có 180.000 đôi. Bác nào chốt mã này lên đơn cho em, đặt hàng gọi cho em là hộp bàn chải đánh răng 30 cái, giá 180.000. Trời ơi, mức giá rẻ này mà các bác không mua là tiếc đấy. Bởi vì là thị trường 36.000 một cây, bây giờ 30 cây có 180. Các bác tính ra xem một cây nó vào bao tiền, rất là hời luôn. Bên này bốn cơ xích điện này. Đây, lên đơn cho em mã này. Cái này là máy cơ xích điện. Cơ xích điện thì cái lan nó dài 48cm nha. Các bác sẽ cắt được những cái cành cây rất là to đấy. Lên đơn mã này đặt hàng, các bác gọi cho nó máy cưa xích điện này. Con này sử dụng điện trực tiếp 220V. Giá 999k cho em. Lên tiếp một bộ máy bu lông ạ. Ở bên này thì em sẽ giới thiệu cho các bác là bộ bu lông xám. Bu lông xám là đủ bộ cho em nhá. Gồm một thân máy, hai bi với một xà đi theo luôn. Con này pin châu 10 xe cho bi phổ thông các bạn. Đầu bu lông 1/2 đầu rỗng. Rất là đa năng tiện lợi như này cho em. Với mức giá là 599k. Lên đơn mã này đặt hàng, các bác gọi cho em là bu lông xám. Chọn bộ bu lông xám giá 599k một bộ. Đủ bộ nhá, 2 bi 1 sạc, một thân máy 2 bi 1 sạc. Cái này canh có thể ra vào bu lông, có thể bắn tôn, bắn vít được, có thể khoan tường được. Giá có 599.000. Lên đơn mã này đặt hàng, các bác gọi cho em là bu lông xám. Chọn bộ bu lông xám giá 599.000. Còn bên này là em lên một con khoan 13 ly. Đây cái mã này cho em. Khoan pin 13 ly màu xanh nha. Đủ bộ này hôm nay với mức giá cho em sẽ là 799.000. Con này có 3 chức năng. Đầu 13 ly đầu kim loại cho em. Đấy, con này một bộ theo 2 bi luôn này. 2 bi châu 10 xeo cho bi phổ thông các bác này. Giá 799k. Các bác sử dụng bắn tôn, bắn vít, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường đều được luôn. Một con máy khoan pin đa di lăng như thế này mà giá siêu rẻ. Chốt đơn mã này đặt hàng canh gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh. Chọn bộ đầy đủ với mức giá 799k miễn phí ship hoàn toàn cho các bác luôn. Và bên em có cả cung cấp phân phối dụng cụ để dành cho anh em thợ làm nghề, làm điện cơ, điện tử, điện lạnh, điện dân dụng các bác nhá. Ngày hôm nay nếu như mà bác nào làm thợ điện cơ, các bác mà chưa có máy quấn dây đồng thì các bác hãy liên hệ em ngay nhá. Cái đợt này em mới về một cái lô máy số quấn dây đồng, loại có hiện số này, mẫu mã cực kỳ là đẹp và chắc chắn luôn. Thì với một cái con máy quấn dây đồng có hiện số như thế này nhưng mà các bác mua được cái mức giá rất chi là hời luôn. Nó sẽ tiện lợi hơn những cái loại mà mọi năm các bác hay dùng bằng cái loại kim. Dùng rất chi là khó dùng. Cái đợt này thì bây giờ sẽ có cái mẫu số như thế này. Loại xịn sò nhất, đẹp nhất. Và hôm nay em sẽ gửi tặng tới các bác là với mức giá rẻ nhất. Nếu như mà bác nào mà ưng cái mã này, chốt đơn mã này thì lên đơn đặt hàng các bác gọi cho em nào. Máy quấn dây đồng nhá, với mức giá là 430.000 một máy thôi, em sẽ hỗ trợ bao ship luôn. Đấy, ngoài cái máy quấn dây đồng này ra thì bên em có cả những cái mỏ hàn thiếc này, mỏ hàn sung, có cả mỏ điện tử và mỏ hàn cơ cho các bác. Nếu mà ngày hôm nay mà các bác chốt những cái mỏ đỏ như thế này, đấy, những cái mỏ đỏ đây này, những cái mỏ đỏ này thì nó sẽ là mỏ hàn cơ nha các bác nha. Em có cả những cái đầu mỏ riêng như thế này đây. Đấy, nếu như mà các bác chốt mỏ hàn cơ thì là cái mỏ đỏ như thế này. Đây. Nếu như mà chốt cái này thì đặt hàng các bác gọi cho em là mỏ đỏ. Cái mỏ đỏ thì hôm nay giá cho em là 170.000 em bao ship nhá. Mỏ này sẽ là mỏ đồng nhá. Mỏ đồng sử dụng điện trực tiếp 220V. Công suất của máy thì sẽ là 100W nha các bác nhá. Với cái mỏ đỏ này thì các bác mua là sẽ được bao ship này. Nhưng mà nó chưa theo chì hàm với nhựa thông nhá. Bác nào chưa có chì hàm nhựa thông thì là các bác nhớ là mua thêm cho em. Đấy, đây ví dụ như là cái quận chì bé này. Cái quận chì bé này là quận chì tăm. Đây là quận chì tăm này, giá là 35.000 một quận này. 35.000 một quận chì tăm. Cái chì này là chì sợi tăm nhá. Đấy, để dành cho các bác làm thợ điện tử đây. Các bác hàn mạch thì các bác mua những cái quận chì tăm như thế này. Thì cái quận này là quận 100g đấy ạ. Đấy, đây 0,8mm này. Giá cho em sẽ là 35.000 cái quận chì tăm này nhá. Đấy, nó sẽ là quận nhà máy gọi là quận 100g. Nhưng mà nó sẽ hơi mát mát một tí. Nếu như mà các bác mà lấy 10 quận thì nó sẽ không đủ 1 cân đâu. Mà 10 quận thì nó rơi vào khoảng tầm 9 lạng nhá các bác nhá. Đấy, còn nếu như mà các bác muốn lấy chì bún này. Chì bún là cái loại chì này. Cái chì bún này thì cái sợi nó sẽ to này. Đấy, các bác làm điện cơ thì các bác lấy cái chì bún này thì hàn nó sẽ rơi thiếc hơn. Đấy, thì với cái quận chì bún này này,
Quận chì bún này là em sẽ làm cái loại chì mà có sẵn cả nhựa thông ở trong này cho các bác luôn ấy. Đấy, thì giá quận chì bún này là 500.000 một quận này. Một cái quận này là quận 1 cân nhá, tức là nó vào 500.000 một cân. Nếu như mà các bác là muốn lấy lẻ 1-2 lạng thì báo để nhà em cắt ra cho các bác. Còn một quận nguyên của nó này là 1 cân thì là 500.000. Là trong những cái chì này là đã có sẵn cả nhựa thông cho các bác rồi. Cái loại chì đẹp có sẵn cả nhựa thông cho các bác rồi. Tuy nhiên là các bác lên mua thêm nhựa thông nữa để mình hàn thêm và cho hàn cho nó nhanh. Đấy, bác nào mua nhựa thông này 10.000 một lạng nhựa thông cho em nhé. Đấy, các bác có thể mua chì hàn nhựa thông như nào thì các bác báo cho em. Còn nếu như mà các bác mà không muốn sử dụng cái mỏ hàn cơ thì các bác dùng mỏ hàn điện tử. Đây, mỏ hàn điện tử đây. À, và lưu ý này, cái mỏ hàn cơ này em có cả những cái đầu mỏ này rồi đấy. Các bác muốn mua thêm cái đầu mỏ này là 5.000 một cái đầu mỏ nhé. Để lay mai vào cái đầu mỏ ở cái máy này này nó bị hỏng. Các bác dùng thời gian dài nó hỏng thì mình có thể mua cái này về mình thay thế nhé. Còn cái mỏ hàn điện tử này, hai cái này nó đều là mỏ hàn chì, mỏ hàn đều gọi là mỏ hàn chì hàn thiết, nhưng mà một loại là mỏ hàn cơ và một loại là mỏ hàn điện tử. Cái mỏ đỏ này thì gọi là mỏ hàn cơ. Đấy, còn cái mỏ hàn xanh này thì sẽ là mỏ điện tử. Nhưng mà đặc biệt này, hôm nay nếu mà các bác mà lấy cái mỏ hàn xanh này này, mỏ hàn điện tử này này thì giá có 130.000 thôi, được bao ship, nhưng mà nó sẽ được trang bị đầy đủ như thế này. Đấy, sẽ được tặng thêm một cái túi đầu mỏ 5 cái này, được tặng một cái quận chì bé bé như này, thêm một cục nhựa thông này nữa. Tức là cái mỏ hàn xanh này nó sẽ đầy đủ các phụ kiện như này cho các bác luôn, mà giá có 130.000 bao ship luôn. Đấy, thì cái mỏ hàn này nó sẽ có công suất là 60W này, sử dụng điện trực tiếp 220V. Ở đây có nút có cái nút chỉnh nhiệt độ nhá. Các bác chỉnh nhiệt độ lên tối đa là 450 độ C. Đấy, nếu như mà các bác mà chốt cái mã này, đặt hàng các bác gọi cho em là mỏ hàn xanh, giá chỉ có 130.000 thì em bao ship thôi. Đấy, rất là nhiều những cái dụng cụ hay. Các bác cần mã nào thì cứ liên hệ em ngay nhá. Ngoài ra những cái dụng cụ sửa chữa em cũng có, các bác có thể vào nhắn Zalo để sẽ được tư vấn cụ thể từng các mã sản phẩm nha. Còn đây thì là những cái bộ lén dây đồng các bác ạ. Rất chi là xịn sò luôn. Cái bộ này là bộ lén 4 cái nhá. Đây, 4 cái này thì nó sẽ có từ bé cho đến lớn này các bác này. Rất là xịn sò luôn. Cái lén này để dành cho những bác nào mà mình khi mình quấn motor ấy. Đấy, khi mà các bác quấn xong những cái lớp bên trong thì mình sẽ dùng cái này mình nén rãnh nó xuống để mình quấn cái lớp bên ngoài đè lên. Đấy, rất là tiện. Nhưng mà cái này thì nói chung là thật sự là cái này các bác mua một lần dùng mãi mãi, độ bền là mãi mãi luôn nhá. Và giá này em sẽ có loại ngắn với loại dài. Thường là cái loại này thì nó sẽ là cái loại phổ thông để các bác dùng cho những cái motor bơm 3775 hoặc là bơm ký 1, ký rưỡi, 2, ký 2 đấy. Còn nếu như mà các bác mà làm những cái loại bơm mà 3 pha, cái loại to trà mái thì là em sẽ có cái mẫu dài này nhá. Cái mẫu dài này thì nó sẽ đắt tiền hơn. Còn những cái mẫu phổ thông này này, cái mẫu phổ thông này thì hôm nay là giá là 180.000, là các bác nhận về là sẽ có 4 cây như này luôn nhá, 4 cây như này luôn. Nếu như mà chốt đơn mã này thì các bác gọi cho em là bộ lén dây 4 cái loại ngắn. Đấy, giá là 199.000 bộ này. Còn bác nào muốn lấy cái bộ dài này thì gọi cho em là bộ lén dây 4 cái loại dài. Đấy, các bác muốn lấy cái bộ nào thì các bác hãy alo trực tiếp cho bên em, số điện thoại sẵn trên màn hình. Cái này đợt này thì em còn có vài chục bộ nữa thôi, mà cái sản phẩm này thì thật sự luôn là thi thoảng nó mới có hàng thôi các bác ạ. Nên là bác nào ưng nhá, bác nào chốt thì mình nhanh tay nhá. Anh nào mà chưa có khuôn quấn dây đồng thì mình lên đơn cho em khuôn quấn dây đồng. Cái khuôn này sẽ là khuôn hình chóp, khuôn nhựa nha các anh nhá. Đấy, em sẽ có 3 cỡ khuôn này, khuôn quấn máy 37, khuôn quấn máy 75 và khuôn quấn máy ký rưỡi. Nếu như mà các anh muốn chốt đơn cái khuôn này thì các bác gọi cho em là khuôn nhựa, khuôn nhọn nhá, loại khuôn nhọn. Đấy, khuôn hình chóp như thế này. Đấy, khuôn này thì các anh gọi cho em là khuôn 37 này, em sẽ có khuôn 37, khuôn 75 và khuôn ký rưỡi. Đây, cái này thì gọi cho em là khuôn nhựa 37 nha. Giá thì sẽ là 75.000 một bộ như thế này. Một bộ thì nó sẽ đầy đủ có hai mảnh như này cho em nhá. Còn cái mã này này, mã này lên đơn đặt hàng thì kênh gọi cho em là khuôn nhựa 75 nha. Giá là 85.000 một bộ này cho em. Còn loại to nhất là cái khuôn ký rưỡi này này. Với cái khuôn ký rưỡi này thì kênh sẽ quấn được cho cả motor ký rưỡi này, thậm chí là motor ký 1 này, motor 2 ký 2 hay 3 ký là kênh vẫn quấn được. Đấy, chốt mã này các anh gọi cho em là khuôn nhựa 1,5. Đó, giá cho em là 95.000 một khuôn thôi. Anh nào mà cần cái cỡ là thì mình có thể lên đơn, các anh có thể lấy đủ 3 cỡ nha, để về mình có thể là xài được cho tất cả các loại máy bơm nước hay là motor. Đấy, còn nếu như mà các anh cần cái khuôn nào, cần cỡ nào em vẫn cứ bóc tách ra bán lẻ, kể cả các anh mua 1 cái, 2 cái hay là mua cả bộ cũng được. Cái này là khuôn nhựa nhá, cái này là khuôn nhựa và bên em có cả khuôn gỗ đấy. Anh nào mà muốn xem khuôn gỗ thì cứ alo em, cứ vào trong Zalo em sẽ gửi mẫu cụ thể cho tất cả các anh xem. Những cái dụng cụ điện cơ nhá, từ dụng cụ này cho đến những cái linh kiện thay thế là bên em có đủ canh nha.
Trung tâm Điện máy Ngọc Mai xin gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Hôm nay thì em còn sót một ít các mã pin sạc. Em sẽ có cái chương trình sale ngày hôm nay, pin châu giá rất chi là hời luôn. Rất là nhiều các mã giảm giá ngày hôm nay. Các bác xem video và lựa chọn nhé. Hôm nay thì em sẽ lên từng mã này, em sẽ đọc tên sản phẩm cũng như là sẽ báo giá tiền cho các bác nhà mình để các bác có thể tham khảo và lựa chọn đặt hàng trực tiếp ở trên line luôn. Đầu line thì em sẽ lên rất là nhiều các mã pin. Đó, đặc biệt này, hôm nay nếu như mà anh nào chốt pin 10 sale nhá. Hôm nay là em có cái pin 10 sale của Boxu này, nó còn có vài quả thôi. Đấy, còn vài quả pin 10 sale của Boxu như thế này. Pin này pin hàng bóc máy rất chi là xịn luôn các bác ạ. Đấy, nếu như mà chốt cái này em còn đây còn 5 quả các bác nhá. Cái này chốt đơn thì canh gọi cho em là pin 10 sale của Boxu loại tem xanh nhá. Giá 170.000 một quả. 170k một quả. Đấy, các bác nhớ đọc đúng mã cho em, vì là hiện tại là nó đang có mấy mẫu pin 10 sale của Boxu cơ. Cái pin này là pin em hàng em bóc máy, thì canh nhớ là gọi cho là loại tem xanh để bên em biết là các bác đang muốn mua cái pin này. Pin hàng bóc máy thì nó là pin zin, là các bác dùng rất là xịn luôn á. Đấy, đặt hàng các bác gọi cho em là pin 10 sale của Boxu loại tem xanh nhá, giá 170.000 một quả. Đấy, còn bên này em có những cái quả pin 15 sale nữa này. Với cái quả pin này, pin 15 sale của Boxu này, pin 15 sale của Boxu là giá 270.000 một quả nha các bác nhá. 270.000 quả pin 15 sale của Boxu loại này, loại pin viền đỏ, pin chống sốc này. Trời ơi, xịn quá trời luôn. Cái này có đèn báo pin nha các bác. Đấy, cái này đặt hàng thì các bác gọi cho em là pin 15 sale của Boxu nha, với mức giá cho em là 270.000. Còn cái pin này là pin 20 sale này. Đấy, pin 20 sale của Boxu đây này. Pin 20 sale của Boxu thì hôm nay em sale tặng kênh là giá 350.000. Tất cả những cái quả pin này nó sẽ đều là hàng chân bi phổ thông. Và canh lắp được cho thân đèn, thân quạt, tất cả những cái thân máy mà chân bi thông dụng là canh đều lắp được nhá. Đấy, toàn là hàng chính hãng thôi. Anh nào mà chưa có pin nhớ mua thêm sạc nhá. Anh nào mà có pin rồi thì mình có thể mua sạc, và chưa có sạc thì mình mua pin. Đấy, nói chung là anh nào thiếu thì mình mua cái đấy. Đấy, pin sạc hôm nay là em sẽ có rất là nhiều mã luôn, mà đặc biệt hôm nay là với những cái quả pin 15 sale với pin 20 sale, nhưng mà hôm nay canh mua được cái giá phải nói rằng là rẻ ngang, thậm chí nó còn rẻ hơn cả những cái pin 10 sale ngoài thị trường luôn. Đấy, anh nào mà chưa có pin thì mình mua pin nhá. Còn có pin rồi thì mình có thể mua sạc. Đấy, hôm nay là em có những cái sạc phổ thông như thế này. Cái sạc này các bác gọi cho em là sạc bàn màu đen. Cái sạc này hôm nay giá 70.000. Đấy, còn cái này là gọi cho em là sạc bàn màu xanh. Cái sạc này là giá 120.000. Đấy, những cái sạc này đều là sạc phổ thông hết. Và canh sạc được cho cả pin 10 cell, 15 cell, pin 20 cell là canh đều có thể sử dụng sạc được nhá. Đấy, còn tiếp theo này, bên này em còn một ít thân đèn. Cái này là đèn của Wookfit này các bác này. Đây, hôm nay với những cái mẫu đèn led của Wookfit này, em sẽ có loại 16 bóng led và 48 bóng led nha, xịn lắm. Đây, cái này là 16 bóng led này, thân đèn Wookfit 16 bóng led. Hôm nay là em sẽ tặng các bác là giá có 150.000 thôi. Xài chân bi phổ thông, phía sau có cổng USB này. Các bác sạc được hai cái sạc điện thoại cho em nhé. Và các bác lắp pin chân bi phổ thông vào là các bác dùng ở đây. Cái đèn 16 bóng em thử cho bác xem cái độ sáng này. Đấy, sáng như thế này cho em. Đó nha, cái này là cái đèn 16 bóng. Thì lên đơn mã này đặt hàng, các bác gọi cho em là thân đèn Wookfit 16 bóng, giá cho em là 150.000. Còn cái này là thân đèn Wookfit 48 bóng này. Đấy, thân đèn Wookfit 48 bóng là giá 250.000. Cái đèn Wookfit 48 bóng này nó sẽ có hai lớp sáng. Đây là lớp sáng 1 này. Đấy, lớp sáng 2 này. Đấy, hai lớp sáng luôn nha các bác nhá. Và giá có 250.000 thôi. Đấy, nó nguyên bản thì nó sẽ như thế này. Các bác mua thân đèn này chưa theo pin đâu. Các bác nhớ cho em, mình chưa có pin thì mình mua thêm pin. Mà đặc biệt này, đèn led của Wookfit là hiện tại trên thị trường nó sẽ có loại có cổng sạc điện thoại và loại không có cổng sạc điện thoại. Nhưng mà hôm nay là em sẽ gửi cho các bác là loại có cổng sạc điện thoại đấy nhá. Đấy, nhưng mà giá thì nó sẽ rẻ hơn cả những cái loại mà không có cổng sạc điện thoại các bác mua ngoài thị trường ấy. Tức là các bác mua một sản phẩm nhưng mà sẽ dùng được hai chức năng. Mua những cái đèn led như này về nhá, các bác vừa làm đèn thắp sáng được, vừa làm chân sạc điện thoại được. Quá tiện, quá rẻ, các bác lựa chọn loại 16 bóng led hoặc 48 bóng led. Nói chung là các bác dùng cái nào cũng rất là sáng. Cái này thì phải nói rằng là sáng hơn cả đèn xe ô tô luôn. Đấy, bác nào mà đặt cái mã nào thì mình cứ lên đơn đi. Hôm nay thì đang được giảm giá đến kịch sàn luôn. Cho nên là bác nào mà có nhu cầu thì mình đặt hàng sớm. Đấy, hôm nay là nói chung là các mã hôm nay là thanh lý rất chi là rẻ và số lượng thì nó còn ít thôi. Bên này em sẽ lên một bộ máy mài pin nhá. Đây, mã này thì lên đơn đặt hàng canh gọi cho em là máy mài pin của Elix. Hôm nay anh nào mà chốt máy mài pin của Elix là giá chỉ có 750 thôi, 750 một bộ các bác nha.
750 một bộ thì nguyên hộp như thế này, gồm một thân máy, hai pin, một sạc đi theo cho em. Con này nó là pin 10 cell, chân pin phổ thông nhá. Đấy, và mức giá cho em ngày hôm nay là 750. Nếu như mà chốt đơn mã này á, đặt hàng các bác gọi cho em mà chọn bộ máy mài pin của Elec, giá là 750, đủ bộ hai pin một sạc cho em. Con này theo hai pin 10 cell. Đấy, giá có 750 thôi, còn được hỗ trợ bao ship nha. Máy một tốc đấy. Và sử dụng motor từ không chổi than, dùng rất chi là tiết kiệm pin. Đấy, và em sẽ lên tiếp cho các bác là một con máy khoan 13 ly. Đây, cái mã này cho em này. Máy khoan pin đầu kẹp 13 ly nha các bác nha. Với cái bộ máy khoan pin này, các bác gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh. Hôm nay là với mức giá cho em là 799.000. Đấy, cái này đủ bộ cho em này. Nguyên hộp nha, gồm một thân máy, hai pin với một sạc như này đi theo cho em. Pin 10 cell nhá. Cái này pin 10 cell cho pin phổ thông. Với mức giá cho em ngày hôm nay là có 799.000 thôi. Lên đơn mã này đặt hàng thì các bác gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh. Đấy, chọn bộ khoan pin 13 ly màu xanh. Giá có 799.000 thôi. À, con này nó là hàng chọn bộ đấy, nguyên hộp, máy đa di lăng như này cho em. Đấy, canh sử dụng này, bắn tôn, bắn vít này, khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em đều được. Đấy, và giá thì chỉ có 799.000 nha các bác nhá. Đấy, còn bên này em sẽ lên một cái con máy bu lông loại búa to mà lực sức mạnh, để dành cho canh mà làm thợ ô tô nhá. Đấy, canh làm ô tô, làm gala đấy thì canh có thể mua những cái mã như thế này, hay là canh sửa chữa máy xúc, máy cày, máy nổ ấy. Đây, con này thì nó sẽ là đầu 1/2 đầu đặc này. Máy là máy không chổi than, xài rất chi là êm luôn. Cái bộ này theo hai pin 10 cell luôn, một thân máy, hai pin 10 cell với một sạc. Con này lực siết mạnh nhá. Đấy, cái này lên đơn đặt hàng canh gọi cho nó bu lông búa to. Đấy, chọn bộ bu lông búa to. Hôm nay giá có 1.050.000 thôi. Nếu như mà với mức giá này thì ra thị trường canh mua những con máy búa nhỏ là cũng phải mua với tầm giá này rồi. Đấy, hôm nay là 1.050.000 mà nhận về con máy bu lông siêu to như thế này, hàng búa to lực siết mạnh cho em ấy. Giá có 1.050.000 thôi. Đấy là để dành cho canh làm ô tô nhá. Còn nếu như mà canh làm xe máy, canh làm xe máy thì canh có thể tham khảo cho em sang cái bộ bu lông xám này. Hôm nay nếu mà anh nào mà chốt bu lông xám ấy, đây này, bu lông xám này. Bu lông xám thì hôm nay sẽ với mức giá là 599.000 một bộ cho em. Theo hai pin một sạc nhá, một thân máy, hai pin một sạc như thế này. Đấy, pin 10 cell này, con này pin 10 cell cho pin phổ thông. Với mức giá cho em ngày hôm nay sẽ là 599.000 thôi, em bao ship. Con này đầu bu lông phần 2 đầu rỗng cái này để phục vụ cho canh làm xe máy. Đấy, canh vừa ra vào bu lông được, vừa bắn tôn, bắn vít được, khoan tường được. Lên đơn đặt hàng canh gọi cho em là máy bu lông xám nhé, chọn bộ bu lông xám. Với mức giá chỉ có 599.000 thôi. Còn bên này là em sẽ lên một con máy bu lông của Kutan mà cái mã lực siết mạnh 400 Newton và đi theo phụ kiện rất là nhiều như thế này. Cái bộ này thì sẽ theo hai quả pin 10 cell chân pin thông dụng cho em. Mà giá hôm nay thì có 820.000. Nếu như mà chốt mã này đặt hàng canh gọi cho em là bu lông Kutan loại có phụ kiện nhiều, với mức giá 820. Con này đầu 1/2 đầu rỗng này. Đấy, rất là đa năng nha, hàng chính hãng, logo dập đổ trên máy như thế này. Máy cực đẹp, cực xịn luôn, và bao xà cho tất cả các bác thợ làm công trình chinh chiến luôn.